Mà chúng ta sẽ chuyển sang chủ đề khác nhé. Tức là cái chủ đề vẽ hình hôm trước thì không phải là kết thúc, mà chúng ta sẽ còn vẽ lại nhiều thứ nữa chứ không phải là kết thúc. Nhưng mà vì hai hôm rồi, hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang một cái chủ đề khác. Tức là hôm nay tôi cũng nói các bạn về cái cách chúng ta làm quen với các cái gọi là các cái thủ tục, gọi là các cái hàm, gọi là hàm đệ quy. Thì ở trong trong Scratch nó cho phép là như vậy, và rất nhiều bài tập, đặc biệt là những bài tập về vẽ đấy, vẽ những hình phức tạp hoặc là vẽ những hình fractal thì hầu hết phải dùng cái đệ quy thì mới vẽ được. Thì như vậy chúng ta tìm hiểu thế nào là các cái thủ tục đệ quy hay là hàm đệ quy. Thì như này nhé, thì nôm na là gì, một cái hàm mà chúng ta có thể dùng cái lệnh block để chúng ta tạo ra các cái tạo ra một cái thủ tục riêng, đúng không? Thì ta biết rồi, nhưng mà thế nào gọi là đệ quy, tức là cái thủ tục đó nó tự gọi nó, thì người ta gọi là đệ quy. Thì một thủ tục khi duy chạy có thể gọi chính nó luôn. Thì như vậy nguyên lý nguyên tắc khi chúng ta gọi một thủ tục đệ quy thì nó sẽ gọi liên tục, gọi liên tục bản thân mình, gọi cho đến khi nào kết thúc thì thôi. Cho nên là cái việc mà chúng ta tạo thủ tục đệ quy là rất cẩn thận, là không cẩn thận là sẽ tạo ra cái đệ quy là vô hạn lần, và như vậy không bao giờ dừng cả, và chỉ sẽ bị lỗi. Cho nên là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của cái việc tạo thủ tục đệ quy ý, là phải có cái điểm dừng, phải có cái lệnh để cho nó dừng lại. Chúng ta cùng cùng chú ý nhé. Lấy ví dụ con mèo đây, bây giờ thầy tôi sẽ làm cái thủ tục là cho mèo nó đếm đếm ngược, một cái chương trình là đếm ngược nhé. Ví dụ tôi làm thủ tục của tôi tên là đếm ngược như thế này, đếm ngược với tần suất đầu vào là n chẳng hạn, n thì đầu vào là n thì thủ tục này như sau. Thì mèo nó sẽ đếm ngược, là ví dụ ta nhập vào là 10 chẳng hạn, đếm ngược 10 thì mèo sẽ đếm là 10, 9, 8, 7, 6 cho đến 1 thì dừng lại. Đấy, thì như vậy nó phải có điểm dừng. Thì bây giờ thầy làm thử cho các bạn xem nhé. Đây là một cái chương trình đơn giản, một cái thủ tục đơn giản có tên là đếm ngược. Mục đích của nó là gì, là cho mèo nó đếm ngược. Để chúng ta làm thử nhé. Thì lệnh chính của nó là cho mèo nó sẽ nói nó cái n này lên trong vòng ngắn, ví dụ như trong vòng gọi là 0.5 giây chẳng hạn. Sau đó nó gọi chính nó luôn. Đây, chúng ta sẽ mà nó gọi chính nó luôn. Đó. Chính nó luôn. Và gọi cái gì? Gọi cái này là nó sẽ gọi là n-1. Chúng ta kiểm tra nhé. N-1 đây. Để nó sẽ gọi đếm ngược mà, n-1. Như vậy là ban đầu thì mèo sẽ nó gọi là n, sau đó nó gọi n-1, sau n-2, n-3, n-4 cho xuống xuống mãi. Thì nếu như này này, để như này nhá, thì thủ tục đếm ngược này sẽ gọi đếm ngược lần nữa, nhưng mà này là gọi là lặp lại lần lần nữa, và cứ thế lùi lùi xuống. Và nếu để như này thì nó sẽ gọi là vô hạn, vì n nó cứ giảm mãi, giảm cả âm xuống nữa, xuống 0, xuống chiều 1, chiều 2, chiều 3, chiều 4, xuống mãi. Và như vậy là nó là xuống là thành như là thành một số âm, và như vậy là nó không bao giờ dừng lại. Như vậy là sai. Như vậy là vấn đề là phải có một cái chỗ nào đó để kiểm soát được cái việc là khi nào nó dừng lại, thành dừng như này nhé, như này thôi. Tức là chỗ này này nó chỉ đếm ngược được gọi được nó gọi được chính nó khi chỉ khi n phải lớn hơn một thì nó mới làm được. N1 thì nó dừng lại, với n bằng bằng không thì, à, với n bằng không thì nó dừng lại. Như vậy đây chúng ta làm như này này, chúng ta phải có một lệnh nữa đây là để kiểm soát này. Có một lệnh là như thế này đây, phải có một cái lệnh là nếu mà n lớn một thì mới gọi đây, nếu n mà lớn một thì mới được phép gọi tiếp cái thủ tục. Ta phải đưa nó vào đây. Đấy, được chưa? Ở thì đây là cái đoạn của chương trình mà gọi là đệ quy đây, thủ tục mà đếm ngược gọi chính nó đây. Ta chạy thử nhé, chạy thử cho nó gọi được không nhé. Chạy thử này. À, ta chạy thử ta cho chương trình đây. Chương trình của chúng ta là như này nhé, đây. À, tôi gọi này. Ví dụ tôi đếm ngược là 10 chẳng hạn.
chúng ta đến được không nhé, bấm đây này, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 dừng lại, thấy không nào? Tới một thì nó dừng lại vì nó không xuống được nữa, vì tới một là nó không, cái chỗ này nó chỉ chạy khi mà n lớn một thôi, khi n bằng một thì nó dừng lại, cho nên là thủ tục này là làm đúng là nó có cái điểm dừng. Các bạn chú ý nhé, thì nhưng mà đây là một cái ví dụ đầu tiên đơn giản nhất về cái gọi là cái đệ quy, đệ quy. Và vậy nguyên tắc cơ bản nhất của đệ quy là nó phải có cái, nó phải có cái lệnh để điều khiển khi nào nó dừng lại cái thủ tục đó, lệnh đó, thủ tục đó, chứ không thì chúng ta không kiểm soát ấy, nó sẽ chạy vô hạn. Để tôi ghi lại cái bài này, là cái bài đầu tiên của hôm nay nhé, để ghi lại cái bài đầu tiên. Đây để ghi lại cái bài chúng ta làm trong tập huấn này này. Scrap nha. Đấy. Cái bài đầu tiên đơn giản nhất để cho chúng ta thấy là nó là ngược đúng không? Đếm ngược. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái quy này, chúng ta làm thử một số bài tập khác nhau nhé. Mọi người thấy rất là hay. Ví dụ tôi sẽ đưa thầy sẽ vẽ một cái cần vẽ một cái đây thì mình để lưu một cái chương trình là sẽ vẽ một cái các vòng tròn đồng tâm ở bên ngoài cùng. Tôi cho biết trước bằng cái R và tôi cho R nhỏ lại, tôi vẽ rất nhiều vòng tròn đồng tâm và tôi kiểm soát khi nào mà R đủ nhỏ thì nó dừng lại. Đó. Tôi không biết là đơn đầu là bao nhiêu, nó là bao nhiêu cái bao nhiêu tròn tôi không biết, nhưng mà nó phụ thuộc vào cái bán kính ở bên ngoài cùng. Rồi như vậy tôi sẽ làm như sau nhé, tôi sẽ vẽ một vòng tròn là R và kiểm tra nếu R mà đủ lớn ý, thì tôi lại vẽ tiếp một tròn nữa nhỏ hơn ở bên trong. Rồi tôi làm thử cái bài tập với nhé. Đây thì bài này tôi làm như vậy, khi tôi sẽ đặt chế độ như sau. Bây giờ vẽ tôi đặt chế độ là cho nó mèo nó ẩn đi này, muốn ẩn đi nhé, và tôi cho cái này vào này, xóa đi này, đặt pen up lên này, đặt màu này, đặt pen này. Rồi bây giờ tôi sẽ làm cái vẽ một thủ tục. Thủ tục này là vẽ vòng tròn biết tâm và bán kính, được chưa? Vẽ vòng tròn nha. Biết R và tâm. Tâm là x và y. Đó. Chúng ta làm thử cái bài tập này là đầu vào của nó sẽ như này, đầu vào của nó sẽ như này. Đây, đầu vào thì tôi vẽ một cái vòng tròn, vẽ như không dùng đệ quy thì tôi vẽ nhiều vòng tròn. Ví dụ là 100 và với cái điểm tọa độ tâm là 0 và 0. Nhá, rồi. Thế bây giờ tôi làm như sau này. Đây. Bây này ta nhớ lại cái cách làm của chúng ta nhé. Chúng ta sẽ làm như sau, cái thủ tục này. Chúng ta sẽ mà go to đến tâm này, trở lại một cái bài này làm trước là rồi tính tóm lại thôi. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đi tiếp lên cùng hướng đó nhé. Chúng ta sẽ đi tiếp lên là lùi xuống tùy cũng được thôi. Chúng ta đi tiếp lên là R nữa. Sau đó chúng ta sẽ xoay bên phải. Xoay phải 90 độ. Tôi làm phương án 2 nhé. 90 độ. 90 độ. Sau đó tôi bắt đầu tôi là cho nó lặp này. Đầu đi này. Lặp là 360. Đúng không? Và move về phía trước và quay bên trái là 1 độ.
không chỉ là bao nhiêu, mua phía trước một cái đoạn là bán kính chu vi chia cho ba, chu vi 300 chia 360, như vậy là 2pi nhân R chia 360. Như vậy là thành ra là PR chia 1 chia 180. Như vậy nó sẽ là như thế này. Nó sẽ là PR chia cho 180. Đấy, đúng không? R này. Pi là 3.14 này chia cho 180. Đúng không? Đấy, đây là cái bước này. Đấy. Thì đây là lại quay này. Quay xong rồi thì tôi trả lại. Tôi trả lại cái vị trí. Không cần còn trở lại cũng được, trở lại cho yên tâm. Xoay mình bây giờ xoay phải thì đây là xoay trái 90 độ, trả lại 90. Mà chú ý nhé, cái chỗ này là đây này, ở chỗ này là pen down, là chỗ này pen down ở đây này, pen up ở chỗ này. Rồi đây thì đó là cái đoạn là vẽ một vòng tròn đầu tiên, được chưa? Nhưng mà ta sẽ phải vẽ tiếp cái vòng tròn ở bên trong nữa. Như vậy là ta sẽ gọi lại chính nó, chính nó thì làm như sau. Chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ làm như thế này, là ta sẽ kiểm tra nếu R mà đủ còn lớn thì ta sẽ gọi tiếp, không được dừng lại. Như vậy là phải có chỗ để dừng lại, như vì thế ta là chúng ta làm việc tiếp nha. If này, đây if nếu R mà đủ lớn, tôi bây giờ cho R lớn hơn nè. R lớn hơn 15 chẳng hạn, lấy ví dụ thế nhé, thì tôi sẽ gọi chính nó luôn, gọi chính nó, gọi là con R này, ở đây là x và y đây, x y, và tôi gọi thì với R giảm đi một chút, ví dụ cái lỗi R giảm đi 10 chẳng hạn, trừ đi 10. Ví dụ nhé. Như vậy là cái hàm mẹ đây này, nó vẽ vòng tròn xong này, nó sẽ gọi tiếp cái hàm thứ hai, cái gọi chính nó luôn, nhưng mà với R là giảm đi là 10. Như vậy cái vòng tròn bên ngoài R cho nó giảm đi 10 và nó cứ giảm dần 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 ở bên trong, vẫn là tâm xy vào đây. Mình chỉ thử đúng không nhá, ta kiểm tra đúng không nhá, để kiểm tra này. À, tôi chưa để chế độ. Đợi thêm một tí. Ở đây tôi phải làm thêm một chút nữa như sau. Tôi sẽ chuyển edit. Đặt chế độ là vẽ nhanh nhé. Vẽ nhanh. Go to x chữ y đây. Tầm 0,0 này. Ồ, bị sai thôi. Chúng ta bị sai chỗ đó, tôi kiểm soát nhé. Nè. Xin lỗi, chỗ này là phải xoay trái. Đây phải nhiên nó phải xoay trái, chỗ này bị sai này. Các bạn cùng tôi làm một cái, chỗ này nó phải xoay trái. Không phải xoay phải. Xoay trái 90. Xong rồi chỗ này phải xoay phải. Khi làm xong rồi thì trả lại chỗ này xoay phải. Nhầm một chút thôi. Đấy, kiểm tra nhé. Đấy, đúng rồi đấy. Bây giờ tôi phóng to để nhìn nhé. Đây, bây giờ tôi để cái này là 150 này. 150 này. Bạn thấy nó phải rất nhanh. Đấy, thấy không nào? Bây giờ tôi cho nó sát hơn vào nhé. Tôi để cái này là trừ hồi trừ 10, mà là trừ đi 7 chẳng hạn. Nó sẽ trừ đi 5, 6 nhé. Nó sẽ sát lại như này. Thế là vậy, chúng ta vẽ các vòng tròn là lồng nhau, chỉ cần một thủ tục thôi là vẽ từ bên ngoài xong nó nhỏ dần bên trong. Như vậy là cái đây là thủ tục mà để quy một cái thủ tục mẹ, gọi thủ tục con ngay ở trong ngay chính chính đó luôn, nhưng mà với tham số là bé đi để bảo đảm gì, để bảo đảm rằng là nó gọi được chính chính đó, đúng không? Có bạn Đỗ Hoàng Minh Phương ạ, cứ đòi kiểm soát máy tính của thầy đây.
Rồi, mà chúng ta ghi bài là bài là bài số 2 nhưng chúng ta ghi lại nhé. Bài số 2 là cái bài đặt tên nó gì, đặt tên nó làm vòng tròn đồng tâm nhé. Vòng tròn. Thì nó nhảy về tâm rồi nó delay này nó bẻ phát nó nhảy về tâm lại. Đổi tới thầy độ 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 M rồi, cụ này đúng cụ hôm trước rồi đây. Đồng tâm nhé. Đó. Thì các bạn thấy không? Các bạn thấy cái cách mà chúng ta vẽ để quy không? Chúng ta nhớ nhé, đây là cách bài này là bài rất dễ rồi. Càng vào sau nó sẽ có cái bài nó khó hơn rất là nhiều lần chứ không phải chỉ bài như này. Bây giờ chúng ta sẽ sửa đi một chút. Bài này là chúng ta là vẽ là gì? Bài này là vẽ cái vòng tròn là biết tâm và kính bản tâm. Bây giờ tôi sửa được một tí, tôi sẽ thành một hình rất là hay. Thầy sửa được một chút, thầy sửa một chút, thầy dùng vẽ như sau. Thầy vẽ là từ vị trí hiện thời, từ vị trí hiện thời chứ không phải là biết tâm, tức là vẽ một tròn R nhưng mà từ vị trí hiện thời. Thì tôi xoay như này đấy, thì tôi sửa một chút nhé, để tôi làm lại một chút thành vẫn là vòng tròn lồng nhau, không phải là đồng tâm. Thầy sửa luôn ở tại đây luôn nhé. Thầy tạo một cái trục mới có tên là vòng tròn, chính là vòng tròn. Bây giờ chỉ có R thôi, không có tâm. Vòng tròn này sẽ vẽ từ vị trí hiện thời, vị hướng là đang có ở đây, hướng mặc định, và nó sẽ vẽ theo một kim đồng hồ và đúng một vòng với kính là R, được chưa? Đấy, và vẫn là nó gọi để quy giống như ở đây. Rồi mình sẽ làm cho các bạn xem nhé. Cách làm là ta lấy tương tự như ở đây nhưng mà không có cái vòng tròn này nữa, không cho cái xi, tôi bỏ cái này ra. Không hiểu các bạn có thầy chưa? Sao? Nhìn rõ chưa? Nhiều vòng mà. Đây, nhé. Yeah. Thì bên này làm như sau này. Bây giờ tôi vẽ từ vị trí hiện thời này. Thì tôi không phải xoay trái mà phải xoay phải. Bài này lấy bên phải xoay phải đây. Đấy. Phương xem các bạn là Kylian Mbappe nhé. Bạn này bài này vẫn vào bạn đầu trước đấy. Chúng ta đây, chúng ta sẽ xoay phải 90 độ vào đi và đi vẽ một vòng tròn, vẽ xong rồi thì nó sẽ quay lại, nó lại dễ chạm, nó quay lại trái, cứ bỏ cái đây ra phải nhé. Về phải ra phải trước, quay phải trước, quay bên phải là 90. Sau đó mà đi là như này, đi làm như này. Làm xong rồi thì quay trái. Quay trái. Đây, đúng không? 2R. Sau đó cũng giống là hình như này. Bây giờ bài này tôi bỏ ra ngoài và gọi chính nó. Chứ là phải gọi cái hàm này. Vòng tròn đây. Vòng tròn này là và lấy R trừ 6 chẳng hạn. Đấy. Như vậy cái hàm mới làm này nhé. Bây giờ tôi cái này tôi bỏ ra đây. Cái này tôi không dùng cái này. Và tôi gọi cái hàm này. Giả sử như sau, giả sử tôi đang ban đầu tôi sẽ go to đến cái vị trí ở phía dưới, mình nhìn nó dễ hơn nhé, là 0 này và -100 chẳng hạn, -100, -100, -150 đi, chọn xuống dưới nhé, và vẽ một cái vòng tròn có 150. Nhưng mà chúng ta ban đầu cho hướng lên trên nhé. Ở đây chúng ta hướng lên trên. Như vậy là nó hướng lên trên này và nó go to xuống vị trí là phía dưới, điểm không nhưng nó nằm phía dưới, ta vẽ một tròn lên trên mà một tròn là 150. Ta kiểm tra thử được không nhé. Đây là không đồng tâm. Tôi chuyên mất từ tôi chưa đặt chế độ. Chưa đặt chế độ vẽ nhanh ở đây. Đặt chế độ vẽ nhanh ở đây. Ok. Ta kiểm tra thử nhé. Đấy, nó vẽ là như này. Thì nó vẫn là cái thủ tục mà vẫn là nó không về không mà nó đứng nghiêm chỗ nó bạn biết luôn. Vẫn là cái đệ quy, nó vẫn là cái đệ quy nhé. Đó. Thì các bạn thấy không như vậy? Bởi vì cái nó lại nhảy về tâm nó đồng tâm.
không nhảy về tâm thì nằm yên đó thôi. Đấy. Là cái bài này nhá, nghĩa là cái bài này là vẽ vòng tròn, tròn đồng tâm, vòng tròn thứ hai là vẽ vòng tròn, thì vẽ các vòng tròn. À, nhiệm vụ của con là về làm lại cái này nhé. Nhớ không? Cách nó thì dễ nhưng mà con đang nhớ cái cách vẽ vòng tròn với thầy á. Thầy như ba bài thôi. À, thì con vòng trái vòng phải gì cũng được, không quan trọng. Mà cái error nó à, cái này là thêm cái đoạn này thôi. Phương ơi, Phương yeah. Cái cậu Kylian Mbappe nhé, Mbappe này ra này. Dạ. Có thấy cái không? Cậu này cậu vẫn cứ vào cậu nghịch. Thằng bé này không biết thằng bé nào, không hiểu là ai. Sao nó vào được ở đây không hiểu. Rồi. Như vậy chúng ta làm, bây giờ chúng ta sẽ sang làm cái vẽ một cái khó hơn nhé, là vẽ cái cây. Trong rất nhiều các cái bài tập, các cuộc thi từ xưa nay, trong từ rất nhiều cái lần thi của các tỉnh và thi quốc gia có cái bài mà vẽ cái cây từ một nhánh to sau vẽ sang cái cây nhỏ hơn và có bông hoa ở đầu. Chúng ta sẽ cùng nhau vẽ cái bài đó nhé. Thì dựa trên ý tưởng này, dựa trên ý tưởng là đề quy này, chúng ta sẽ làm. Bây giờ chúng ta xin lưu một cái mới và chúng ta sẽ làm cái bài tập là vẽ cái cây từ vị trí này nó sẽ đi lên này, sau nó sẽ rẽ hai bên này và nó cứ rẽ nữa cho khi nào mà hết thì thôi, và nó tạo ra cái cây đổ sang hai bên rất là đẹp. À, thì cái mô hình cây đó là trong rất nhiều những cái bài tập khác nhau là chúng ta là có khi ta làm thử bài đó. Dựa trên cái ý tưởng của cái em vẽ đề quy, những cái trình vẽ đề quy mà chúng ta đang vừa đấy, chúng ta đã làm thử một cái bài đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài này khó hơn một chút, khó hơn nhé. Cũng như vậy khi tôi sẽ đặt chế độ ban đầu cho các cái khi bắt đầu vào chương trình, chúng ta sẽ phải làm số thủ tục bắt buộc phải có nhé. Xóa này, pen up này, đặt bút vẽ này. Đặt kích thước này. Rồi. Và chúng ta sẽ tạo một thủ tục là vẽ cây. Thủ tục của chúng ta là vẽ cây. Và nó sẽ phải là gì? Nó sẽ phải là cái thủ tục mà đề quy. Nó vẽ từ vị trí ban đầu. Để cho tôi sẽ cho cái này, nó đầu tiên nó sẽ xuất phát từ vị điểm ở phía dưới màn hình. Ví dụ như là đây là 0, y là trừ 180 ở phía dưới nhé. Sao này, và hướng lên trên. Y là trừ, sao không gõ được cái này nhỉ? Hậu thu không, ta muốn xuất phát điểm đây mà y phải là trừ 180, trừ không hiểu vì sao nó không gõ được. Tôi gõ sau nhé. Thầy ơi, cái này nó bị đơ, thầy kích vào cái nút tìm kiếm của Windows thì gõ vài chữ là mới gõ được thầy. Thế hả? Vào chỗ này à? Dạ, vào đây ở ngoài. Dạ, vậy gõ thầy tự gõ vô nút tìm kiếm Windows vài chữ đại đó là sẽ cho gõ được. Ừ. Chỉ 180. Đây là đơ của Windows à? Nha, như vậy là tân để cho vị trí bắt đầu vẽ từ ở phía dưới này này. Và nó vẽ đầu vẽ lên, cây vẽ lên ở giữa nhé. Vị trí là phía dưới cùng ở giữa. X là 0, y vào âm 180 và hướng lên trên, pointing direction là 0 nhé. Rồi, và chúng ta sẽ bắt đầu vẽ cái thủ tục của chúng ta có tên là cây. Vẽ cây nhé. Và với cái tham số là một tham số thôi, là D
là cái chiều dài ban đầu gốc cây của cái của chúng ta. Đây. Đấy. Thì rất đơn giản thôi. Đầu tiên chúng ta vẽ một đường thẳng. Vẽ một đường thẳng từ vị trí hiện thời theo hướng hiện thời và vẽ một đoạn dài bằng D. Cho nên là ban đầu chỉ có một lệnh thôi, lệnh này là lệnh này. Là cái lệnh là chúng ta sẽ cho nó pen down xuống như này và chúng ta sẽ có một lệnh là move đi về phía trước là D. Đấy. Như vậy là với mọi phương án đều như thế này, được chưa? Đó. Thì sau đó chúng ta sẽ lại được rồi. Sau đó thì sẽ phải gọi tiếp cái hàm phía sau. Hình như sau thì chúng ta sẽ phải rẽ là ba hướng hay là hai hướng, thì tôi làm hai hướng nhé, hai hướng ở hai bên và chúng ta sẽ gọi tiếp cái hàm vẽ cây để gọi để quy. Gọi nhưng mà với khi gọi như vậy thì ta giảm cái D đi. Khi D mà đủ nhỏ thì dừng lại, thì không làm nữa. Rồi, chúng ta làm thử nhé. Đây. Ở đây này chúng ta sẽ làm tiếp tục này, chúng ta sẽ làm cũng lệnh kiểm tra này, nếu này. Đúng không? Nếu mà với D mà đủ lớn thì mới làm tiếp, còn D nhỏ hơn thì dừng lại. Đây. Với D là đủ lớn thì với D mà lớn hơn 15 chẳng hạn thì chúng ta mới cho nó vẽ tiếp, còn nhỏ 25 chúng ta dừng lại, ta không vẽ nữa. Thì vẽ một cái đoạn đền đây này thôi. Và tôi sẽ vẽ làm như sau này. Nhé. Tôi sẽ vẽ như sau. Chú ý là khi ta vẽ xong, chúng ta phải lùi lại. Tôi vẽ trước rồi, tôi sẽ phải lùi lại để trở về cái ban đầu ở chỗ này. Chứ ở đây phải ổn định nữa là đây là cái lệnh là múp là trừ D. Vậy là đi về ở đây là đi về phía D nhé. Ở trên đây là lùi lại thì nó dừng về đúng vị trí ban đầu, còn chỗ này là chỗ được gọi để quy thôi, để quy. Rồi làm như sau nhé. Ở đây này làm như sau này, chúng ta sẽ giả sử chúng ta muốn ta rẽ ra làm hai hướng nhé, cách nhau là ví dụ cách nhau là 45 độ đi, giả sử giả vờ như vậy nhé. Tôi làm như sau là tôi sẽ xoay sang bên phải 45 độ 60 độ đi. Xin lỗi, 30 độ. Đang đi thẳng mà. Xoay sang bên phải là 30 độ. Đấy, sau đó là tôi sẽ vẽ một cây xuất phát từ vị trí đó. Vẽ cây với cái chiều dài là D nhỏ hơn đó một chút, tôi sẽ cho D giảm đi. Nếu tôi cho D là như sau, cho D lên. Cho D nhân với ví dụ là nhân với 0.75. Giảm đi 3/4, giảm đi 1/4 nhé. Vẽ xong cây, vẽ xong cái đoạn cây này, tôi sẽ lại về đây, tôi phải xoay sang trái. Ở đây là 30 độ mà quay phải 30 độ, sau đó là quay trái, vẽ hai nhánh, vẽ quay trái là 60 độ, quay trái là 60 độ, sau này vẽ tiếp cây nữa ở đây, vẽ tiếp ở chỗ này. À, quay đang thẳng nhé, quay phải 30 độ, vẽ cây ngắn, vẽ để quy, sau đó là quay trái 60 độ, vẽ cây, sau đó là phải trả lại, là phải quay bên phải 30 độ để nó trở về chỗ cũ 30 độ để nó là sau đó lùi về là hết. Đó. Thì đây là chính là một đoạn ngắn để vẽ cây. Bây giờ tôi kiểm tra lại nhé, nhắc lại xong rồi tôi sẽ pen up lên, pen up để ở đây đó. Thì chỗ này để quy mà chỗ này nên nó qua lại cái này và đây nó lại pen down lần nữa nhé. Đấy. Sau đó xong rồi thì pen up lên, sau lại ra đây lại pen down lần nữa, nhắc lại này, đi về phía trước là D, đoạn là D bước này, sau đó quay sang bên phải 30 độ, vẽ cái đoạn vẽ cái cây nhỏ ngắn đi một chút, sau đó là quay trái, quay bên trái 60 độ, đúng rồi, vẽ cây, sau là quay bên phải 30 độ, như vậy là quay về hướng cũ, sau lùi về hướng cũ, như vậy là được rồi, tôi kiểm tra đúng không nhé. Thì bây giờ tôi vẽ cái cây có cái chiều dài ban đầu là 100 chẳng hạn, thử nhé. Xem vẽ có đúng không nhé, để thử này. Đấy.
thì bây giờ chậm tôi không được nhuộm nhanh nhé. Đấy, nhưng mà chúng ta vẽ cái cây như này là cái đúng rồi đấy. Tôi để chế độ vẽ chậm không vẽ nhanh thì các bạn mình thấy nó rõ ràng chưa? Bị phóng to cho nhìn thấy này. Vậy ở đây nhé, đầu tiên là cái đoạn đây là D này, xong rẽ bên phải này, quay phải 30 độ này. Đấy, đoạn này bằng 3/4 đoạn này. Sau đó quay phải nữa. Khi nào mà cho đến khi mà D nó nhỏ hơn 15 thì dừng lại. Đấy, còn 15 thì dừng lại. Thì vẽ cái này thôi. Đó, các bạn thấy không? Chúng ta làm xong cái bài đầu tiên này, cái bài hay đấy, cái bài nó gọi là vẽ cây nhá. Vẽ cây tôi nghĩ là kiểu là vẽ cây số 1. Chúng ta có thể điều chỉnh chỗ này, có thể điều chỉnh được rất nhiều hình khác nhau. Có thể điều chỉnh góc này là góc không phải 30 độ, có thể ít hơn hay nhiều hơn. Có thể là không phải là hai nhánh, có thể là ba nhánh. Chúng ta có thể điều khiển rất là nhiều thứ khác nhau được ở đây nhé. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ thêm một đoạn nữa ở đây. Tôi thêm một đoạn nữa là ở cuối cùng này. Cuối cùng này tôi sẽ vẽ thêm một cái bông hoa ở đây. Đấy. Thì làm như nào? Đấy, thì chúng ta chú ý nhá. Để bài này tôi sửa lại một chút. Một cách là tôi vẽ một bông hoa, một cách là vẽ một cái lá hoặc vẽ một hình tròn. Hình tròn. Ở đầu những cái này này. Đó. Thì làm như thế nào? Đấy, thì ta chú ý nhé. Chúng ta sửa như sau này. Bây giờ tôi sửa cái cây này. Tôi vẽ cây này là cái mày này cất ở đây nhé. Và tôi tạo một thủ tục mới. Có tên là vẽ cây hoa. Nhé. Vẫn là D. Mà tôi sửa lại. Vẽ nhanh nhé. Như vậy là với cái thủ tục này thì tôi vẽ nó hơi giống cái này. Nhưng mà nó khác, nó thêm một chức năng là vẽ cây. Được chưa? Đấy, thì bây giờ tôi phải làm như sau này. Tôi sẽ phải kiểm soát, nếu mà D mà nhỏ hơn 15 thì tôi sẽ vẽ cái này. Còn lớn hơn 15 thì tôi làm như thế này. Được chưa? Đấy. Thì bây giờ cứ làm như nào? Bây giờ có thể làm như sau này. Ở đây tôi có thể có nhiều cái làm, đây tôi có thể kiểm tra, nếu mà ít mà D lớn 15 thì vẽ cái này, còn nó nhỏ 15 thì vẽ cái hoa. Và tôi sẽ sửa lại cái này như sau. Tôi sẽ ở đây tôi phải sửa chỗ này, không phải là đây, thay cái này này bằng cái này, tôi để cái này ra ngoài nhé. Đấy, thay cả cái này này và cái chỗ này ít đó, nếu này, tôi xin lỗi. Để vào đây đúng không? Tôi không muốn mà. Tôi chỉ copy sang thôi. Copy sang nó dễ. Rồi. Chỗ này là copy sang. Để ở đây. Chỗ này là copy sang. Đấy, cái này vẫn giữ nguyên cái này nhé. Đấy. Chỗ này vẫn giữ nguyên. Đây. Giữ nguyên. Như thế này. Rồi. Cái này đây vẫn giữ nguyên ở đây nhé. Đây mình kiểm tra cái này này. Chữ này. Nếu mà D lớn 15 thì vẽ tiếp các cái nhánh này. Còn nó nhỏ 15 tôi vẽ cái hình tròn. Hình tròn tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ vẽ một cái tạo một thủ khác nữa. Để vào đây cho nó dễ nhé. Này, vẽ vòng tròn. Bắt đầu từ vị trí hiện thời. Bán kính là R. Như vậy đấy. Làm đấy. Đấy. Thì vòng tròn này làm như sau nhé. Thì ở đây tôi sẽ chỗ này này, tôi vẽ cái vòng tròn. Đấy. Vòng tròn để nhỏ thêm vòng tròn, ví dụ là 5 hay 6. 15 mà nhỏ hơn 15, như vậy thì vòng tròn là kích thước là 8 chẳng hạn. Lấy ví dụ nhé. Như vậy nếu mà đây này, đây tôi để vào đây nhé. Đó. Nếu như là đây, cây của chúng ta đây, nếu mà cái cành cây này mà nhỏ hơn lớn hơn 15 thì tôi sẽ đi tiếp. Bắt đầu là tôi đi vẽ một cành bắt đầu này. Nó nhỏ lớn hơn 15 tôi vẽ đi tiếp. Thế nhỏ hơn 15 thì ở cuối cùng tôi vẽ vòng tròn đây, ở chỗ này này, tôi vẽ vòng tròn ở lúc mà khi mà ra tới đây này, vẽ vòng tròn nhỏ ở đây. Đấy, cho nó đẹp. Thì vẽ vòng tròn là cái lệnh này. Đây là cái lệnh này này. Chúng ta nhớ lại lệnh này nhé. Vẽ theo hướng hiện thời. Đấy, hiện thời. Làm như sau. Chúng ta nhớ lại nhé, đúng vậy làm rồi đấy. Đầu tiên chúng ta đang ngồi thế này, chúng ta sẽ cho như sau, chúng ta sẽ xoay sang bên phải.
90 độ. 90 độ. Sau đó chúng ta sẽ lặp 360 lần. Cái này các bạn học thuộc lòng nhé, cho nó quen đi. 360 lần. Và sau đó là sẽ đi về phía trước một đoạn nhỏ và quay trái là 1 độ. Quay trái là 1. 1 là 1 độ. Đi về đi bao nhiêu? Đi một đoạn bằng gì? Bằng là 2 pi r chia cho 360, tức là bằng pi r chia cho 180. Tức là này, tức là đây. Bao nhiêu mọi khi phép chia đây. Đây. R này nhân với pi này 3.14 này. Còn đây sẽ là 180. Đấy. Sau đó là phải quay trở lại. Đây là quay sang phải 90 độ, bây giờ quay trở lại là quay trái 90 độ để trở lại. 90 độ. Đấy. Mẹ vẽ một tròn. Tôi yên tâm nhất, tôi sẽ cho thêm mấy nữa, tôi yên tâm là tôi để lên là tôi để. Đây là pen down. Đây là pen up. Đấy. Để tôi kiểm tra có nó xong đúng không nhá. Vẽ một tròn đây này. Kiểm tra này. Chưa vẽ được vòng tròn à? À, tôi chưa thay. Xin lỗi, chưa thay cái này. Để cái này ra nhé. Là vẽ cây hoa kìa. Vẽ cây hoa là 100. Đấy. Cây hoa vòng tròn để kiểm tra lại một chút nhé, xem nó không thể động tĩnh gì cả, xem nó có vẻ đúng không đấy. Không vẽ vòng tròn đúng không? Thế thầy ơi, cái chỗ repeat của thầy nhầm rồi. Cái repeat của thầy 360 mà thầy thả nhầm cái độ dài của cái đây chỗ này vẽ vòng tròn. Dạ, thầy thả nhầm vào chỗ cái mâu đây rồi. 360 đây đúng không? À, kiểm tra lại nhé. Cũng chưa được nhỉ? Vẫn chưa được, xem nó sai ở đâu nhé. Vòng tròn này là 8 rồi đúng không? Nếu mà D mà lớn hơn 15 thì vẽ, còn nhỏ hơn 15 thì vẽ vòng tròn. 8. Thì kiểm tra một tí cái vòng tròn nó vẽ đã đúng chứ nhé. Tròn. Đây mẹ thử. 40. Đợi thử kiểm tra một tí. Đợi. Kiểm tra một chút. Đúng rồi nhé. Vậy trên này mẹ đúng rồi nhé. Quay phải đây, 360 đúng không? Đáp. Vẽ cây vẫn thế đúng không? Vẽ cây đúng rồi. Vẫn thế.
Nhưng mà cái mẹ cây này là đúng rồi này. Còn cái mẹ cây hoa này. Vẫn chưa được. Để thầy kiểm tra lại một chút nhé, xong cho nó sai chỗ nào. Chúng ta chỗ này nó chưa chạy vào đúng không? Đổi điểm ký. Dạ, qua nhỉ. Để thầy làm thử phần khác chứ sao như làm trong phần loại như vậy nhé. Để mình kiểm soát thử một phần khác này. Để mình chạy thử một phần này xem như thế nào. Nếu nó nhỏ hơn 15. Vẽ vòng tròn, mình để ngược lại một chút. Còn lớn hơn thì vẽ cái này. Đấy. Đợi mình một chút. Kéo cái này nhé. Vẽ cây hoa. Dạ quá. Ai có những các bạn nhìn tôi cho nó lỗi chút nào. Xong kiểm tra nó lỗi từ cái một. Mà trong shop B thì 6 cái bánh có giá là 5 đô. Một trò này mà đặt chế độ chưa? Chứ đặt chế độ vậy nhanh đúng không? Ừ. Thầy ơi. Ôi ơi. Thầy có giảm cái này xuống cho nó bé hơn 15 đâu mà nó vẽ được vòng tròn ạ? Giảm cái gì em? Cháu. Ở chỗ nào? Cái đen này nó vẫn chưa giảm xuống, nó vẫn chỉ là 100 thôi. Em phải thêm giảm D xuống nữa chứ thầy. Ở đây mà, gọi đây mà. Nếu mà D nhỏ hơn 15 thì gọi cái vòng tròn này đúng không? Lớn hơn thì vẽ. Nhưng mà thì vẽ cái này. Nhưng mà nó có nhỏ hơn 15 đâu. Làm sao mà nó vẽ được vòng tròn? 100 không nhỏ hơn 15 mà thầy. Thầy phải học cái vẽ cây. À, trời ơi. Các bạn biết sai đâu không nào?
Đây sai đây này. Đây 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 đây. Cái này nó có đệ quy đâu. Đây là vẽ cây hoa chứ, thật là đấy cái là lạ. Nhá, yeah, bây giờ chỗ này là mình chỗ này vì về thầy không gọi đệ quy. Trời ơi. Nhầm sang cái cây bên này. Phải là cây hoa nhá, yeah, đây này. Các bạn có hiểu không? Ở chỗ này phải thay cái này hết nhá. Thay cái này này. Thay là cây hoa chứ không phải mình không học để quy cây hoa, để quy vẽ cây thì vẽ cây không đó vẽ đâu. Đông không vẽ lại. Đúng nhưng... không? Mời có hiểu chưa? Nhưng mà thật nhập một tí thôi. Vẽ cây không những không có cái kết thúc ở cái vòng tròn. Vẽ cây hoa nó có kết thúc ở vòng tròn. Đây. Không được quy này, vẽ cây thật nào, thật vẽ nó ngôn thế là lạ. Đây nhá. Nó phải là đây này, nó phải là vẽ cây hoa để quy này. Cây hoa đây là cây hoa, còn vẽ cây nó có đâu để quy. Đúng không nào? Mình có hai cái hàm này nó mình lẫn với nhau thôi. Được chưa? Như vậy là vẽ đây là quay bên phải 30 này, xong vẽ cây hoa để quy này. Xong lại quay trái này 60 này, xong là vẽ để quy này. Sau đó là quay bên phải 30 là vừa vặn, xong lùi về là đúng. Đấy, bây giờ chắc đúng rồi đấy, để thử nhá. Đấy, Thành có hoa chưa? Có hoa ở đầu chưa? Đấy. Đấy. Hoa, muốn cho nó không bị trào vào đây thì ta phải cho nó cắn đi một tí thôi. Thì nó cái tay sửa lại chỗ này phải 100, tay sửa chỗ này là 80, nó sẽ lùi xuống một tí. Hoặc tay sửa cái vẽ vòng tròn này nó bé đi một tí, cho nên là 4 đấy thằng ạ. Thì nó sẽ không bị hiện tượng là nó sẽ đẹp hơn. 80 là hình ngắn quá đúng không? Cũng được. Thì mình có thể sửa được mà. Mình có thể sửa chỗ này là thầy sửa là 90 nhé. Nó ra cái hàm như thế này. Đấy. Được chưa? Đấy, như vậy được rồi đấy. Như vậy chúng ta làm cái bài tập này là không là khó hơn bài hôm trước rồi đấy. Bài là khó hơn bài bình thường rồi, là vẽ cái cây. Chúng ta bài này các bạn có thể về nhà, các bạn có thể sửa sang lại thành rất nhiều cái bài tập khác nhau. Chung lại đây là chỉ vẽ làm chia đôi như thế này. Có thể chia làm 3 cũng được. Để đây chia làm 3 chứ không phải chia đôi. Hoặc là do mình quyết định nhưng mà. Nhé. Nhưng mà tư tưởng nói là tưởng là để quy. Ví dụ đây tôi để không phải 30, tôi để ở đây, tôi chỉ để ở đây là tôi để ở đây là 40 độ chẳng hạn. Quay bên phải 40 độ nhé. Sang bên này là quay trái là 80 độ. 80 độ, đúng không? 80 độ xong là quay trở lại. Quay trở lại 40 độ thì nó sẽ quay về gốc. Thì nó sẽ rộng, nó khác một tí. Đấy, như thế này. Do mình lựa chọn. Mình có thể thay đổi cái góc, thay đổi những tham số làm cho nó trở nên nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Thấy không nào? Và chúng ta ghi lại bài này nhé. Bài này là vẽ cây. Cái bài này là vẽ cây 2. Vẽ là vẽ cây 1, đây là bài vẽ cây 2. Chúng ta chú ý. Cây 2. Là một cái bài tập và hoàn toàn là để quy. Bạn thấy không nào? Với cái chủ đề để quy này là sơ có rất nhiều bài tập hay, rất nhiều bài tập hay mà chúng ta sẽ còn quay trở lại nó trong cái phần sau mà hơn nữa chứ không phải chỉ có hôm nay. Bây giờ thầy sẽ như này nhé. Bây giờ thầy sẽ em cùng các bạn làm như này. Bây giờ chúng ta sẽ thay cái thôi được, vậy là các bạn về nhà làm nhé, là vẽ thay cái hình tròn này bằng một cái hình bằng một cánh hoa, một cái hình cái lá cây ấy. Thì thay cái hình này sẽ đẹp rất nhiều, nó sẽ là các cái lá cây chứ không phải là hình tròn, thì nó cũng rất là đẹp, được chưa? Thôi tạm thời dừng lại ở đây nhé. Không làm tiếp cái chủ đề này nữa. Tạm thời hôm nay là có cái buổi ngắn như vậy. Bây giờ thầy sẽ sang một chủ đề mới luôn trong ngày hôm nay nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp sang một số các bài tập khác, là cái bài tập mà liên quan đến một vài bài tập liên quan đến xử lý số nhé. Vì tất cả những cái bài tập mà kỹ thuật lập trình dùng thủ tục để quy hay là
hay là vẽ hình cũng đều liên quan đến tập số cả, nên tôi sẽ quay sang chúng ta sẽ làm một số tập liên quan đến xử lý số. Lý số nhá. Thì như này thì đối với cấp 1 thì về mặt lý thuyết các bạn chưa học nhiều về toán, cho nên là cái việc xử lý số nó chưa nhiều lắm, nhưng mà theo tôi biết hình như năm nay là ở trên trung ương đoàn họ dự kiến là họ sẽ tăng dần cái bài tập liên quan đến giải thuật, cho nên các bạn cũng phải làm quen dần với những cái bài tập xử lý số, bài tập nôm na là bài tập thuật toán nhé. Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu một số những dạng bài tập liên quan đến số. Thì như này nhé, đây thì những cái bài tập đơn giản nhất là gì, là bài tập mà chúng ta sẽ làm, cái bài tập là chúng ta sẽ tìm hiểu các khái niệm là thế nào là ước số, thế nào là ước số thực sự, thế nào là số nguyên tố, thế nào là hợp số. Đó. Rồi là cách chúng ta khai triển cái số ra thành các cái tích, các số, các thứ nguyên tố. Đấy. Thì đó là những cái bài tập mà xung quanh những bài tập của như vậy là các bài tập liên quan đến số. Nhé. Thì bây giờ thầy cùng các bạn chúng ta làm một số tập từ đơn giản đến phức tạp nhé. Đây, thì đầu tiên là cái bài là như sau. Cái bài là cho trước số n, hãy đếm số ước số thực sự của n. Thế nào là ước thực sự? Là những cái số mà là ước của n nhưng mà là nhỏ hơn hẳn n. Vậy n là cho trước là một số tự nhiên, được chưa? Lời là nhập vào bàn phím chẳng hạn, hay gì đó, chúng ta làm thử nhé. Đây. Chúng ta làm bài tập đơn giản thế này thôi. Tức là cái bài tập này là cái bài tập là đếm số ước số thực sự của n. Các bạn đã hiểu chưa? Thì một số bạn còn gì còn chưa rõ lắm chỗ này. Tôi nói luôn nhé. Chúng ta sẽ tạo ra một cái biến nhớ nó có tên là n, là cái biến chúng ta dùng để ta tính. Đúng không? Đây, tạo ra biến nhớ là n nhé. Mà chúng ta nhập từ bàn phím thôi. Chúng ta dùng cái lệnh này. Nhập một số n. Nhập số tự nhiên. N. Mà chúng ta gán. Đây. Được chưa? Thì cái bài tập đầu tiên là cái bài tập là gì? Là đếm số ước số thực sự của n. Là những số mà từ 1, 2 là ước của n nhưng mà là không bằng n. Không tính nhân n. Từ n đây n là phải lớn bằng 2. Bây giờ lấy n bằng 2 thì số ước số bằng 2 là 1. Với 1 thì không tính, 1 thì bằng 0 không tính nhé. Rồi. Ta làm ta tính thử nhé. Thì khi để tính ấy, chúng ta cần có một cái biến nhớ để dùng để đếm. Thì thông thường cái biến đếm của ta ký hiệu là cao, là cái biến đếm. Thông thường là dùng ký hiệu cao là cái từ để tạo ra cái biến đếm đó. Chúng ta đặt cao như này. Rồi, và chúng ta sẽ phải có một cái vòng chạy, có một cái biến nhớ dùng để chạy là biến k. Với các ngôn ngữ lập trình mà cao hơn khác ấy, lập trình khác thì các bạn chỉ cần dùng lệnh for k bằng 1 đến gì đó là xong, nhưng mà đối với Scratch thì không lệnh for, chúng ta phải dùng cái vòng lặp, được chưa? Ta lặp mà từ 1 cho đến n trừ 1, như vậy chúng ta phải có vòng lặp như sau. Ví dụ là như thế này. Đấy. Vòng lặp là từ cho k chạy từ 1. Đây tôi làm như này nhé. Đầu tiên là cho k chạy từ 1. Chạy từ 1. Chạy từ 1. Sau đó là cho k chạy nhé. Và lặp bao nhiêu lần? Lặp chuyến k từ 1 đến n trừ 1. Nên lặp n trừ 1 lần. Lặp lại là n trừ 1 lần. Đây. Được chưa? Chúng ta cho cái này vào. N trừ 1 lần. Thì mỗi ca như vậy chúng ta sẽ kiểm tra. Nếu ca là ước của n thì ta tăng biến cao lên một đơn vị nhé. Chúng ta làm thử nhé. Đây chúng ta có một lệnh như này. Nếu
Nếu mà là k là ước của n, hay là nếu là n chia cho k bằng 0. Đây. Ta dùng cái dùng cái này nhé. Phép bằng này. Nếu mà n chia k bằng 0, tức là nếu mà số dư, dùng cái lệnh, dùng cái hàm mod nhé. Nếu mà số dư mà n mà chia cho k, chia cho k bằng 0, bằng 0, đó, thì tăng cao lên, tăng cao lên một đơn vị, thì trên cao lên một đơn vị nhé. Sau đó chúng ta vẫn là trên k. Đây này, đây là cái hàm chạy này. Đây, k từ 1, trên từ 1 nhé, và k tăng lên một đơn vị. Và cứ lặp như vậy, lặp cho đến n một lần. Vì chúng ta chỉ kiểm soát các cái số k là nhỏ n thôi, vì n là không tính. Cho nên là nó chỉ như thế này thôi. Đó. Và sau chúng ta sẽ đến, ta sẽ thông báo ra bên ngoài. Thông báo ra như thế này. Vậy này, thông báo đi. Thông báo ra là như thế này. Là số n có bao nhiêu là ước số, đúng không? Số n có một tí nhé. Số n có và vẫn còn thiếu. Có là gì? Là cao ước số. Đa nhân. Có là cao ước số. Ước số thực sự. Chúng ta đã tính thực sự. Tức là đếm số ước số của n nhưng mà không tính n. Vì ta chạy từ k chỉ từ 1 n trừ 1 thôi. Tức là cái k luôn nhỏ n, tức là cái biến các cái ước số này là ước số thực sự nhỏ n. Tôi chạy thử nhé. Cho n là 10 chẳng hạn. Có báo thực sự là gì? Báo thực sự là chính là 1, 2 và 5. Đấy, đúng là đúng rồi đấy. Tôi cho là 1, 2 thì nó là sẽ là nó có một ước số thôi. Nếu mà là 5 thì nó có 1. Nếu mà là 1 thì nó không có. Không có số, nó không tính. 1 thì không có. Đấy, vậy đây là một bài tập đầu tiên về số nhé. Thế các bạn mà có cái bài tập như này chúng ta phải làm theo như thế này. Các bạn thấy không? Như vậy làm cái bài tập là đếm số ước số thực sự của n. Đấy. Thì một cái số nguyên tố là cái số mà nó chỉ có một ước thực sự thôi là 1 thôi. Hay nói khác là n, số n là nguyên tố chỉ khi nó có là ước số là nó và 1. Không có số ở giữa. Cho nên cái bài tập này ta sẽ tính được là khi nào thì n là số nguyên tố. N là số nguyên tố khi chỉ khi là cái biến cao này nó bằng 1 thì n là nguyên tố. Như vậy từ bài này chúng ta sẽ có một cái hàm nữa để mà ta kiểm tra xem một số có phải là nguyên tố hay không. Đó là cái hai bài tập đầu tiên tôi muốn nói hôm nay nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp bài này, chúng ta ghi lại. Chúng ta ghi thêm bài B4 này, theo chủ đề. B4 nhé. Chủ đề B4 là thuật toán với số. Thuật toán với số nhé. Thì cái bài đầu tiên này là cái bài đếm ước số, đúng không? Đếm ước số thực sự. Bây giờ thầy mới tổng quát cái này lên thành một cái hàm, hay là một cái thủ tục để kiểm tra nhé. Làm như sau, thầy sẽ tạo ra một cái block có tên là kiểm tra nguyên tố, đúng không? KT nguyên tố đầu vào là n, và nó sẽ kiểm tra như sau. Chúng ta phải có một cái biến nhớ. Thầy đặt tên tạo ra một cái biến nhớ chung để kiểm tra. Biến nhớ này có tên là KQ đi, kết quả đi. Thì KQ này là như sau. Khi kiểm tra nguyên tố, nếu KQ bằng 0 thì nó không là nguyên tố. KQ bằng 1 thì nó là nguyên tố. Thầy làm kiểm tra như sau.
thầy đặt đầu tiên thầy đặt cái KQ này bằng 0. Sau thầy sẽ kiểm tra. Thế chính là dùng nó ở đây này. Đấy, dùng nó trên đây nhé. Thầy sẽ sửa lại một chút như sau này. Thầy sẽ chuyển cái này sang thôi. Thầy sẽ copy cái này sang. Vẫn dùng cái biến nó cao này. Đây. Nhưng bỏ cái này đi. Nhé. À, biến cao này. Biến K này. N ở đây thay bằng N ở trên này hết. K chạy từ 1 đến N chạy 1 này. Bỏ cái N này đi này. Cho cái N thay này vào này. Đấy. Đúng không? Như vậy là cái hàng của chúng ta là như sau này. À, đặt KQ bằng 0 này. Đặt cái biến cao dùng để đếm cái số, đếm các ước số thực sự của N. Nhé, đặt từ đây bằng 0. Sau đó là gì? Là cho K chạy từ 1 đến N trừ 1. N trừ 1, N ở đây nhé. Đầu vào đây. Và nếu mà ở đây là nếu là N mod K bằng 0, mình quên mất lại copy nhầm bên kia. Đây. Nếu N mod K bằng 0. Đấy. Mod K bằng 0 thì tăng cao lên một đơn vị. Được chưa? Ở đây kiểm tra nếu mà K bằng 1 thì nó chính là nó là nguyên tố. Chúng ta thêm lệnh nữa ở đây để khi mà thoát ra đây. Cái này if cao bằng 1, if cao đây, nếu mà sau khi tính xong các ước số thực sự của N, nếu mà chỉ có 1 thôi thì nó là nguyên tố, thì đặt gì thì set KQ này bằng 1. Mà cái KQ này thì là bằng 0 nếu nó không là nguyên tố và bằng 1 nếu nó là nguyên tố. Được chưa? Đó, thì đây nhưng mà đây là cái giải thuật đầu tiên mà các bạn biết ngày hôm nay nhé, là nôm na là cái là đầu vào, cho đầu vào là N, đầu ra là kiểm tra xem N là nguyên tố hay không phải nguyên tố. Tất nhiên là chúng ta quyết định lại 1 không phải là nguyên tố, chứ nếu N lớn 1 thì N sẽ là hợp số. Được chưa? Đó, thì đây là cái thuật toán đầu tiên của các bạn được học về cách kiểm tra xem một số N có phải là nguyên tố hay không. Thì đây là cách kiểm tra rất là đơn giản nhưng mà nó cũng rất là dễ hiểu mà nó chưa phải là tối ưu. Sau này các bạn sẽ được dần các bạn sẽ được làm quen dần thì chúng ta sẽ biết được là trong một cái bài toán có nhiều lời giải khác nhau. Thì có những lời giải này tốt hơn là lời giải kia. Đấy, nó tối ưu hơn. Thì thế nào là tối ưu hơn? Nghĩa là nó tối ưu hơn tức là nó chạy ít thời gian hơn so với cái thuật toán mà không tốt bằng. Được chưa? Thì một cái thuật toán, một cái lời giải được gọi là tối ưu nếu mà cái thời gian chạy nó ngắn hơn. Cho nên khi chúng ta tìm lời giải, chúng ta tìm làm sao cho nó cái lời giải nó càng ngày càng ngắn dần, càng ngắn càng tốt. Thì cái ngắn đó nó tính bằng cái gì? Nó tính bằng cái số lượng phép toán mà chúng ta thực hiện. Ví dụ như ở đây, cái bài này là cái bài mà chúng ta cần thì chúng ta cần phải chạy cho K chạy từ 1 đến N trừ 1 lần. Như vậy chúng ta phải kiểm chạy lại là N trừ 1 lần. Cái vòng lặp này. Đấy, lặp này. Đấy, các bạn thấy không nào? Thì như vậy là cái đây là cái bài tập mà đầu tiên để kiểm tra cái số nguyên tố. Và cách làm này là cách làm mà đơn giản, không phải tối ưu nhất. Chúng ta sẽ lần dần chúng ta sẽ học thêm để biết rằng là chúng ta sẽ có những lời giải tối ưu hơn nhiều. Yeah. Mà các bạn biết rồi đấy, là hiện nay là cái bài toán là cho trước một số N, kiểm tra xem N có phải là nguyên tố hay không, làm cái bài tập mà hiện nay thế giới vẫn đang phát triển. Vẫn đang phát triển, tất cả người lớn vẫn học, vẫn đang làm cả. Vẫn đang có người vẫn đang tìm ra những thuật toán là rất là nhanh. Yeah. Bài này mà các bạn mà cho N bằng, nâng chân nhập vào cho N bằng là 10-15 ta làm là ngay thôi. Nhưng mà nếu chúng ta cho N rất lớn, nó rất là chậm. Tôi làm thử cho bạn xem nhé. Bây giờ tôi sửa bài này một tí. Bài này tôi ghi lại. Bài số 2 là kiểm tra số nguyên tố 1.
nhé, thì tôi sửa cho này sau này. Bây giờ tôi bỏ cái này ra. Rồi, còn tôi kiểm tra, tôi chạy cái này. Kiểm tra nguyên tố. Đây. Cho N này vào. Được chưa? Sau đó tôi cho luôn chạy luôn cái này, không cần phải khô cần điên nữa. Đấy. Bỏ cái này đi. Đây. Để kiểm tra đây. Bên này tôi bỏ đi. Cho một cái bài này tôi kiểm tra. Đây chứ. Đây. Nếu mà gì? Nếu mà kết quả bằng 1 thì là nguyên tố, đúng không nào? Nếu mà KQ đây bằng 1 thì là số nguyên tố. Còn không là không. Được chưa? Nguyên tố cho nó dễ nhé. Nguyên tố. Làm cộng cho Trần Bảo Nam đây này, Trần Bảo Nam này vào request cái màn hình của thầy này. Trần Bảo Nam nhé. Nguyên tố. Đổ thầy N rồi. Cụ này còn đổ liên tục ấy. Nguyên tố. Trời ơi. Không thể làm nổi luôn. Đây, để ra ngoài này mình nhé. Đây. Nếu mà là nguyên tố. Nguyên tố. Còn nếu không thì là không là nguyên tố. Cậu này cậu phiền quá đấy cậu bé này. Không là nguyên tố không. Bằng nào thầy nhỉ? Nó xóa tên nó chẳng tên nó rỗng luôn. Dạ rồi. Để em tìm. Không là nguyên tố. Chưa. Tên là rỗng nhé. Đấy, như vậy cho thấy bây giờ chúng ta thử các bạn xem nhé. Đây là mình được thầy kiểm tra nhé, bây giờ chạy thử này. Này, ví dụ ta nhập nhận là 11 này. Mà nó báo là nguyên tố. À, thầy nhập là 100 này. Thì nó báo là 100 nhé. Thì báo là không là nguyên tố. Nhưng mà thầy nhập thử một số lớn nhé. Ví dụ như thế này. Là nó không nhanh, nó rất chậm. Mà thế nào? Như vậy là khi mà đối với người mà lập trình ý, thì phải có cái hiểu biết về thế nào là toán tối ưu. Thì cái này các bạn phải học dần, không biết đâu, cái này phải học dần. Mà tiểu học theo tôi học không có yêu cầu gì về tối ưu thuật toán cả, chỉ là cần biết làm cái là có là được thôi. Còn chúng ta sẽ tiếp cận dần lên cấp 2, cấp 3 sẽ học dần lên sẽ hiểu hơn. Mà cấp 3 cũng chưa phải là cấp 3, chỉ học một số thôi. Còn lên đại học thì lên đại học về ai học về khoa máy tính ý, thì mình đọc mình hiểu sâu hơn về những cái này, được chưa? Đấy, nhưng mà thấy không? Nhưng mà cái bài này mà thầy làm bây giờ đấy rồi, nhưng mà ta nhập một số là 100 hay là 1.000 hay là 10.000 thậm chí là 100.000 chạy vẫn được. Nhưng mà thầy thử gõ một số là hơn 1.000.000 là phức tạp ngay, là rất lâu, chạy bây giờ chưa xong đấy, thấy không nào? Cho nên là cái thuật toán làm sao nó thật và tối ưu nhất có thể. Thì chúng ta cứ thử làm dần những cái phương án đó nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ, nhưng mà chúng ta chưa được đợi không nhỉ? Không đợi ở đâu. Cũng rất là khó đợi nhé. Đấy, nó vẫn chưa xong rồi này.
Thôi thầy dừng lại, bây thầy thử gõ là 10.000 nhé, 10.000 rất là nhanh đúng không? À, thầy để gõ là 100.000, 100.000 cũng rất là nhanh. Thử để 1.000.000, 1, 2, 3, 1, 2, 3 để 1.000.000 là bắt đầu có vấn đề. Đấy, mới ra được rồi nhé. Đây cái để hơn 10.000.000. Nói chung là với những cái thuật toán với số mà ở đây chúng ta lặp là n chỉ một lần nhé, tức là khi mà cái chúng ta chạy lặp ấy, tức là cũng gọi là thuật toán là tính ấy, theo n bằng n đấy, thì với n khoảng 1.000.000 trở số thì là được, còn ở trên 1.000.000 là sẽ rất là phức tạp. Nhưng với thầy làm thử 1.000.000 cho nó ra đấy, nó ra rồi đấy. Cho nên là theo tôi thì mà hình như là trên hình như trên trung đoàn là có ý định, hay là một số giáo viên ấy họ thích muốn là ngay từ tiểu học học sinh đã học ngay cách làm sao cho tối ưu hóa cái thuật toán, mà theo thầy theo tôi thì không cần. Theo tôi thì học chúng ta chỉ học biết thôi, biết làm thôi, và các em có cái hình dung được là có khái niệm là tối ưu đấy, tức là khi chúng ta làm thuật toán chúng ta phải chú ý một chút làm sao cho nó hay hơn một chút nữa thì nó hay hơn đấy, thì làm sao thì chúng ta có thể tự đấy nhé. Bây giờ thầy bài này bây giờ thầy cùng các bạn chúng ta xử lý một tí thôi, chúng ta sẽ thấy ngay là bài này chúng ta có thể làm tốt hơn một chút được, một chút thôi. Chứ bài này là chúng ta lập k từ 1 đến n-1, nhưng mà thực tế ra là không cần lập đến tận n-1 đâu, vì như này vì như này nhé, vì người ta đã có một định lý là như này, là nếu một cái số n mà là hợp số ấy thì nó phải có ước số khác một là phải nhỏ hơn n bình phương. Cho nên là nếu mà ta như vậy chúng ta chỉ cần kiểm tra là ở đây này, kiểm tra từ một cho đến căn bậc 2 của n là được. Đấy là được. Nếu từ 1 căn 2 n nếu mà nó vẫn không n không chết cho nó ấy, thì nó vẫn là nguyên tố rồi. Cho nên mà đây chúng ta có thể là rút gọn lại là không phải là cần kiểm tra đến mức độ là từ 1 đến n-1 đâu, mà chỉ cần kiểm tra từ 1 đến căn bậc 2 của n là được. Đấy, cái bài này mà chúng ta có thể là rút gọn lên một chút nữa, vì nếu mà từ 1 đến n đến căn bậc 2 n mà vẫn không là ước của n thì hết không là ước nữa. Cho nên bài này là ta chỉ cần sửa lại một chút thôi là cho nhanh hơn, gọi là tối ưu hóa một chút thôi, là chúng ta sửa cái này sửa cái vòng repeat này, không phải là n-1 mà là căn bậc 2 của n đó. Làm như nào, làm như sau nhé, rất đơn giản thôi. Chúng ta chú ý nhé, chúng ta có một cái hàm là hàm căn bậc 2 của n, căn bậc 2 của n đây, căn bậc 2 của n nhé. Chúng ta kéo cái n này vào này, căn bậc 2 của n này, căn bậc 2 của n đó. Thế bây giờ cần làm tròn số, đây là cái số cần làm tròn, thế ta dùng cái gì, ta dùng cái hàm là hàm rao. Hàm rao là hàm tròn, nhưng mà có một cái hàm rất hay nữa là cái hàm có trong Scratch có một cái hàm là hàm tròn, làm tròn xuống, là hàm floor. Hàm floor là hàm tròn, làm tròn xuống. Các bạn chú ý nhé, ở trong Scratch nó có ba hàm này ta hay dùng này. Một là hàm floor là làm tròn xuống, hai là hàm ceiling là hàm làm tròn lên, và ba là hàm rao. Hàm rao là nếu số đó nó nằm ở trên một nửa thì nó làm tròn lên, ở phía dưới làm tròn xuống. Như hàm rao nó làm một cái hàm mà nó là lúc lên lúc xuống, còn cái hàm floor là luôn làm tròn xuống nhé. Hàm ceiling thì luôn làm tròn lên. Đó thì bây giờ ta dùng là cái hàm làm floor là được, không phải ta dùng cái hàm gì, ta dùng cái hàm là căn bậc 2 đúng không? Cô này có lẽ bà có liên tục cậu ấy của thầy
liên tục luôn, đặt tên là A luôn. Bằng A này à? Làm tên là A Hoa đấy, A Hoa. Rồi đây mà không có chữ A không. Liên tục luôn. Này cô này có làm sao á? Đây SQLT nhá. Các bạn hai này. Xong lại đưa vào cái hàng floor nữa. Đấy là đẹp. Như vậy chúng ta làm như cho đẹp này. Mà để ở đây thì không hay lắm, ta để như này. Chúng ta đặt cái biến nhớ riêng, đặt thêm biến nhớ nữa nhá. Này M đi. M. Và ở đây chúng ta sẽ set trên này này. Đấy, đặt là M. M là cái hàm này. Đây, M là cái hàm là hàm lấy cận dưới lấy làm tròn xuống dưới của căn 2 của N. Và đây tôi để là em lọc là lọc thì M thôi. Đấy, như vậy là cái bài này thì vẫn kiểm soát đúng là số nguyên tố hay không, và ta tuy hơn là lúc nãy không phải lọc N lần mà lọc đến căn 2 của N thôi. Như vậy là tối ưu hơn một chút. Thế có thế hoặc như vậy chúng ta là bắt đầu biết được thế nào là gọi là tối ưu cái biết thế nào là một toán tối ưu. Tối ưu tức là gì? Tức là chúng ta chạy các phép toán ít hơn là với là so với cái toán khác. Hai cái làm giống hệt nhau. Cách thứ nhất, tôi chạy một cái chương trình làm được 1 triệu phép toán. Cách thứ hai chạy là 1.000 phép toán. Cách thứ hai là tối ưu hơn. Là chú ý nhất. Vậy bài này là cái bài ta sửa đi một chút. Được cái bài này là nó tối ưu hơn một chút. Thì sẽ lưu lại đây để các bạn nhớ nhé. Là kiểm tra số nguyên tố số 2 sẽ là tối ưu hơn một chút thôi. Nhé. Cũng rất là đỡ rồi. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một bài số 3 thứ 3 nữa nhé. Như vậy đây là cái bài là kiểm tra số nguyên tố. Kiểm tra số nguyên tố. Nên là cái đoạn kiểm tra này là nó sẽ ngắn hơn. Ngắn hơn, cũng thế, ngắn hơn. Nhưng mà cái bài này thì với cái hàm cao này, thì hàm cao này nó không phải là đếm số số đếm số ước số nhé. Không đâu, chính là đếm số ước số đấy. Đúng. Đếm số ước số thực sự của N đấy, bất cứ là nó nhé. Nhưng mà cái bài này thì nó ngắn hơn là cái bài lúc nãy. Được chưa? Đó, thế bây giờ tôi sẽ chúng ta cùng nhau có ít thời gian nữa cùng nhau làm xong bắt đầu xong cái bài giải bài toán số 2. Nhé. Là cho trước một cái số N. Ta biết rằng là N luôn phân tích tích các số nguyên tố. Như là 8 thì bằng 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2, đúng không? 10 thì bằng 2 nhân 5. 12 thì bằng là 2 nhân 2 nhân 3. Đó thì là đây là định lý cơ bản của số nguyên, tự nhiên là mỗi số tự nhiên sẽ phân tích duy nhất thành tích các số nguyên tố. Thì bài toán số 2 của số học là gì? Là cho trước N hãy khai triển ra thành tích các số nguyên tố nhé. Đầu vào là cho N, đầu ra là phải tính được là 2, đầu ra là 10, đầu vào là 10, đầu ra nó phải là 2 nhân với 5. Đó, thì chúng ta cùng nhau làm bài đó nhé. Nó có đủ thời gian không? New, cái mới tinh đi nhé. Rồi, tôi sẽ đặt đây là N. N nhé. Cũng như vậy thôi, chúng ta sẽ đặt kia chế độ như thế này là nhập xuyên lên từ bàn phím một số tự nhiên N. Bài là như sau nhé. Bây giờ cho trước N, tôi sẽ triển khai N thành tích các số nguyên tố. Rồi N nhập vào là 4, đối với đầu ra sẽ là 22. Kết quả tôi sẽ đưa vào một cái dãy số. Yeah. Tôi sẽ tạo một cái biến là list, kiểu là A đi. Cái dãy A này sẽ là cái dãy mà để lưu các cái thừa số nguyên tố của số N.
Vâng, tôi đặt vào một cái blog, một thủ tục, ví dụ như là khai triển nguyên tố nhé. N, đưa vào là N. Đó. Thì chúng này chúng ta cùng làm nhanh nhé. Thì cái làm là như sau. Đầu tiên là tôi sẽ phải mỗi lần làm tôi sẽ phải xóa đi cái phần tử của A. Này, tôi xóa đi các cái cho nó rỗng ra và tôi bắt đầu tìm ước số. Thì các bạn chú ý là đối với số tự nhiên nhé, thì nó có một tính chất như này này, là cái ước số mà ước số khác một nhỏ nhất của N ấy, nó như là thì là phải là nguyên tố. Vì nếu ước số mà khác một nhỏ nhất của N mà không là nguyên tố thì nó sẽ phải thành tích của hai nữa, cái khác nữa, thì như vậy nó vô lý, vì đây là ước nhỏ nhất rồi mà, cho nên là cái ước nhỏ nhất của N phải là nguyên tố. À, chúng ta tìm ra số đó cho chúng ta chia N xuống là sẽ được, chia cho được số đó ta làm tiếp tục. Thì mà làm như sau nhé, đây là làm như vậy, chúng ta làm thấy rất nhanh nhé, rất đơn giản như sau nhé. À, chúng ta đặt một cái biến k để chạy, và chúng ta cho k bắt đầu từ hai vì là đầu vào n đây, n là một số nguyên tố, làm số bất kỳ là từ hai trở lên, một tôi không tính nhé, từ hai trở lên để cho k đây, và tôi sẽ tăng dần k lên cho đến khi nào mà là k là ước của n là dừng lại, sau đó tôi lại làm tiếp đây. Để nhớ các bạn chú ý nhé, này cho k bằng 2 này. À, tôi sẽ tăng k lên cho đến khi mà n chết cho k, để tôi tìm ra cái số là ước số nhỏ nhất của n. Làm như sau nhé. À, tôi mới dùng lệnh gì, tôi dùng lệnh sau đây là tôi mới dùng lệnh là repeat until lặp tăng k lên một đơn vị đây nha. Tôi sẽ trên k mai 1 cho đến khi mà là k là ước của n thì dừng lại đây, cho đến khi mà là đây, cho đến khi mà k là ước của n này nhé, n mốt k, n này mốt k là định tính là dư đấy, n mốt k bằng 0 đúng không nào? Đó, nếu n mốt k bằng 0 thì dừng lại, còn nếu khác không thì tăng k lên một đơn vị. Như vậy cái chỗ này nó sẽ dừng lại khi mà k là ước số nhỏ nhất của n. Đó. Thì ở đây tôi sẽ ép k này vào a được chưa, và sau đó tôi sẽ chia n chia cho k, tôi xếp k, xếp n chứ, tôi xếp n bằng n chia k, vì lúc bây giờ k chỗ đây là k chia hết rồi mà. Đây tôi làm như sau, k là chia hết bằng n chia k, bằng n chia k, tôi giảm đi và lại quay lại chỗ này, lại nó quay lại đây lại làm tiếp tục, được chưa? Như vậy toàn bộ chúng ta sẽ phải lặp liên tục, à, chỗ này là vòng lặp ở bên ngoài nhé. Đây là until, repeat until, toàn bộ chỗ này này nằm trong cái này. Đấy. Đây lặp lại, lặp cho đến khi n bằng 1 thì dừng lại, repeat until n bằng 1. Chừng làm n lớn 1 thì ta còn làm nữa này, n này lớn hơn bằng 1 thì dừng lại. Đấy. Nhắc lại nhé. Đầu tiên cho k bằng 2 này. Sau đó là tôi tăng k lên 1 cho đến khi mà n chia k bằng 0. Được chưa? Tôi cho k vào đây. Đấy.
các ước số nguyên tố đây nhỉ, xong tôi chia n cho, xong lại quay lại đây, quay đây, và cứ như vậy, tôi làm cho khi mà cỡ n một thì thôi, tôi kiểm tra nhé, đây tôi kiểm tra, thử xem như nào, xem có đúng không, tôi kiểm tra, các bạn có hiểu, cái trò này không nào, đây nhé, n đây này. Thì đôi A là sao? Tôi làm cái này một tí cho nên. Nguyên tố là tôi chạy thử nhé. Kiểm tra có đúng không? 10 chẳng hạn. Không có chữ ghi vào đây à? SK thừa N1 chưa? À xin lỗi, ở đây là N này. Nó chạy được mà biết đúng không? Chưa chạy mà. Tem bị sai một chút. Chỗ này phải đặt là N. N bằng N này. Được chưa? Chỗ này là nhầm, chỗ này là biến lại là M. Đây là M. Đây là M. Khác khác N, N là biến chạy. Nên chỗ này mở, chỗ này là bỏ đi. Đây là N. Phần kinh N mùng 1. N một k không, không phải N này nhé, vì N vào đây N dẫn cho nó sẽ giảm dần dần, cho tôi phải muốn giảm thì muốn giảm tôi phải làm dùng cái này N bỏ đây, bỏ cái này đi. Đấy, cái này dễ sai lắm đấy nhá, nhắc lại này, vào đây chứ lệnh này này khai triển để ra đây chứ đã khai triển đâu, khai triển này N này M chứ ta đây là M. Rồi, làm lại nhé. Số bao giờ là số M, chứ không phải số N. M nhé. M này, nhập số nhiên M này. M nhé. Sau đó là khai triển M này. Khai triển đâu, cho đưa vào bảng A, đưa vào dãy A này. Đây, dãy A đây. Khai triển N. Khai báo này chính là N đây này. Đặt N bằng, bằng N này này. Đúng không? Nhắc lại này, K bằng 2 này. Tăng k lên cho đến khi nào mà n chia cho k này, đưa k vào a này, xong giảm n đi là n bằng n chia k này, xong quay lại đây, cứ như vậy cho đến khi nào mà n một thì dừng lại. Để kiểm tra lại bài này nhé, m cho 10 này, hay là 25 này, đúng nhá, chạy thử nhé, m 100 này, 2255, 1000 255. Chắc cần bỏ cái này đi, chắc cần dễ nhé, A thôi. Rồi 1001 7113. Đấy, đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Cho số cực lớn nhé, 10.000 nhé. Khá nhanh đúng không? À, như vậy chúng ta thấy đây là, như vậy đây là chúng ta làm hôm nay, chúng ta làm được bài tập này nữa. Cái này hơi khó một chút nhưng các bạn về nhà suy nghĩ thêm nhé, để nhớ lại cái này này. Đây là cái, đây là cái bài toán mà cho chức số n cần phải khai triển n thành tích các thừa số nguyên tố. Đấy. Mà toán này, toán là tương đối là tối ưu chứ không phải là tối ưu hẳn. Nhưng mà nói luôn các bạn nhé, là trên thế giới hiện nay cái bài toán mà cho chức một số n tìm cách khai triển n thành tích các nguyên tố vẫn là bài toán là chưa có lời giải tối ưu, mà cho đến nay là chưa, không thể tìm được lời giải tối ưu ra, chứng minh rằng đây là bài toán rất là khó mà không làm được nhé. Thì như vậy là chúng ta là quen với hai cái bài toán đơn giản nhất thôi, là cho chức số n, bài
bài toán 1 là kiểm tra xem n có phải là số nguyên tố hay không. 2 là khai triển n thành tích các thực sự nguyên tố. Vậy đây là cái bài này là cái bài tôi sẽ ghi lại cái bài này thành bài khai triển. Khai triển thành tích số nguyên tố. Thành tích số nguyên tố. Được rồi. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nhé. Các bạn về xem kỹ lại cái bài toán này nhé. Xem nào, xem nó như thế nào, nhưng để có người hiểu nó. Hơi khó đấy. Hơi khó lắm, đâu xin tiểu học đấy. Quay bên kia được không? Phương Phương cho mọi người nói đi Phương ơi. Xem có ai hỏi gì không? Alo ạ. Rồi bạn nào muốn nói thì cứ mở mic mình lên nha. Thầy ơi, thầy tập đi. Thưa thầy chứ. Thưa thầy ra bài tập đi ạ. Khi có trả chồng thầy có thấy là nó cứ chia hòa chia mãi mà chẳng thay đổi số ạ. Em chào thầy. Thưa thầy, cho em nói cái đã ạ. Thầy tắt mic rồi. Thầy ơi, nếu đặt số là không thì chết. Chào thầy. Chào thầy. Thầy ơi, thầy tắt mic như thầy không ơi. Sao mình ơi ạ? Không biết. Alo thầy. Thầy mà biết lên để tôi lưu mấy để tôi xem. Dạ, đừng cho bác trả. Thì có bằng thầy thấy chia hoài. Cô sau nhé, các bạn về nhà có hiểu được hai cái tôi nói một tư mà thầy vừa đưa cho các bạn nhé. Thầy ơi. Thầy ơi. Em chào thầy. Thầy ơi, con chào thầy ạ.